Rồi, xin chào mấy anh em. Thì hôm nay buổi sáng này bonsai sẽ làm một cái video clip chia sẻ với mấy anh em về một cái cây hạ châu nó bị lỗi và nó bị chết và nó bị suy sụp sức như thế nào. Thì bonsai cũng nói luôn thì mấy anh em mình có gì mà có cần liên hệ bonsai thì thứ nhất gọi điện trực tiếp là tốt hơn. Cái thứ hai, nếu mấy anh em nào cần giao dịch giao lưu thì chúng ta sẽ liên hệ trong Zalo. Về Zalo nó cũng để 2.000 người rồi, nó cũng đầy rồi mấy anh em, nên nó là không có thể nào mà kết bạn được với mấy anh em, thì mình vẫn trả lời hết chứ không có chặn anh em đâu mà anh em sợ, ví dụ vậy. Thì đó là những cái cách thức để chúng ta liên hệ với bonsai VN. Chứ giờ nhiều quá mà Zalo nó chỉ cho phép là 2.000 thành viên kết bạn, về cái Facebook thì nó cho là 5.000, nhưng mà bonsai VN không có giao dịch trên Facebook, bởi vì Facebook nó bị hack biết, nó lừa lấy tiền của một số anh em, ví dụ như vậy. Hay là nó hack nó lấy giao dịch của mình, ví dụ vậy. Thì bên Sài Gòn không có giao dịch qua Facebook. Bây giờ hôm nay bên Sài Gòn sẽ chia sẻ cho mấy anh em về cái hạ châu này nhá. Đây mấy anh em. Đây, thì có một số anh em là người ta nói là mình phải chia sẻ hết. Ví dụ như nếu mà mình không có chia sẻ thì xin ra chỗ là dù như là mình gọi là quá là cái tôi đi ha, thì mình dùng để chia sẻ hết. Tốt cũng chia sẻ, xấu cũng chia sẻ, chứ không phải là hoàn thiện hết, không phải là giỏi hết, mà chia sẻ đây là cái kinh nghiệm để một số anh em ta làm, ta khắc phục nó. Đấy. Trường hợp này đây này, đây là nó sẽ bị mất lực và nó sẽ bị sống dở chết dở, và nó sẽ bị nứt da, nỉ thân, nỉ da nếu anh em nào mắc phải trường hợp này. Đó, thì trường hợp như thế này nè. Thứ nhất, khi chúng ta lấy cái cây phôi và chúng ta không bo cái lớp keo dày ở trên mặt nó, và chúng ta trồng nó không có chi mát, thì cái cây này bonsai bên trồng nhiều lắm nha, nhiều. Thì ví dụ như là lỡ mình thấy cây này nứt lá rồi thì mình xách cái vỏ chia đi, mình đem mình chia cái cây khác, ví dụ vậy. Thì mình nhiều quá mình không có kiểm soát được, ví dụ vậy ha. Còn thì nó cũng phải lâu lâu nó cũng phải gặp một vài cây mấy anh em, chứ không phải là trường hợp là chúng ta là suôn sẻ hết. Nhưng mà mình sẽ lấy cái đó để làm một cái video, cái kinh nghiệm cũng cho mình và cũng cho tất cả các anh em khác đó. Thì cái trường hợp mà keo thoa nó ít quá này, bây giờ mình sợ quá mình thoa keo lại luôn, nhưng mà không có cứu chữa được đâu. Sau này cái đây phải chân lũa à, em thấy không, nó nắng quá nó hư viên cái bộ lũa da đây hết. Rồi cái đây là do là mình mua của người ta này, người ta cắt đâu quá ha, cắt đâu quá, cắt nó này, cắt nó này, cắt đâu quá, cắt đâu quá, rễ non nó ít quá này ha, như cái rễ đây nó khô nó gãy rồi đấy nè. Thì đây, bên đây nó chết mấy anh em, nó chết rồi. Giờ đấy nó nứt như thế này nhưng mà nó vẫn bỏ cái cành chi đây, mình thấy không, nó nứt nhưng mà nó nứt cái kiểu của nó là nó đã bỏ rồi đó. Thứ nhất là do là cắt lùng lực không đúng cách nè mấy anh em. Ví dụ một số anh em là vừa thích rồi để vô cắt lùng lực luôn, không phải đâu. Cắt lùng lực là phải biết cách cắt. Thì chúng ta cắt lùng lực là tùy theo cây, bộ đế nó nhiều, rễ non nó nhiều, chúng ta cắt lùng lực và chúng ta thoa keo dày vô. Đó, chứ không phải chúng ta thấy cái cây nó đang là ở rễ cọc, rễ cọc là ít rễ đi, không phải là một rễ nha. Mình một rễ là rễ độc rồi, thì bây giờ rễ cọc nó ít quá, nó chỉ có vài cái thôi, hai ba cái gì đó, gì chúng ta cắt cục xuống là nó mất đi cái lực, là nó sẽ chết mấy anh em, không sống được đâu. Đấy, như cây này, đây là một cục cụm rừng, bộ đế rất dữ, nhưng mà người ta cắt này, người ta cắt này, người ta cắt kiểu này nè, cắt kiểu này nè, mình dẫn đến hậu quả như thế này nè, mình vừa mình trồng là mình biết rồi. Thấy không? Đó, nó mất lực. Đấy. Chứ không phải là nó dễ cho mấy anh em mình nghĩ ha. Cây hạ châu thì không phải là dễ đâu. Rồi là chúng ta không nên, thứ nhất, hạn chế các việc cắt lùng lực theo ý muốn của chúng ta. Cái thứ hai nên là chúng ta phải về thôi keo cẩn thận, và chúng ta phải chia mát nó, không phải thấy nó nứt lé là cỡ đây là chúng ta xách nó đi ra nắng để là nó sẽ bị mất tụt xuống nó chết. Chứ không phải là nó dễ. Rồi bây giờ mấy anh em mình xem cái cây hạ châu này nhá. Đây, cây hạ châu này nè, mấy anh em đang xem đây là cây hạ châu này là không phải để gì đâu nhá. Mà bonsai VN mới để đỡ thôi, để cái tàn nó bóp cho đỡ thôi. Sau này là bắt đầu mình cắt lùng lực lại. Cắt lùng lực lại, cắt lùng lực lại hết, cắt lùng lực lại hết.
để mình chơi cốt đế tàn tán. Chứ nó gì là nó cây bự như thế này nè, cái cây như thế này đúng không, xấu quá, nó không lùng lực, cắt bớt. Sau này phải cắt, đó chờ nó nứt ra hết, khỏe hết, chúng ta cắt. Là khi nó sống rồi, chúng ta mới cắt nó. Có nghĩa là để gì là không phải mấy anh em mình nói, để gì là chúng ta trồng liền, không phải đâu mấy anh em. Để gì là chúng ta, mục đích của nó là chúng ta tạo cho sự kích thích của nó ra, chúng ta để tàn tán, chúng ta quấn quẹo, uống gì đó, chúng ta để ví dụ gì, hay là chúng ta thích thì chúng ta thấy cái tàn tán này hay quá, chúng ta làm, chúng ta chiết khúc đây để chúng ta chơi bonsai chẳng hạn, hay là gì đó, ví dụ vậy. Đó. Thì cái đó là cái chuyện của anh em mình làm này có mục đích của mình hết. Nhưng mà sau này cái cây này nó không phải gì, mình cắt bỏ hết á, cắt đây luôn. Khi nào cắt lại video cho mấy anh em xem. Cắt bỏ hết thì nó tức, nó mới nứt ra được. Chứ không phải là khi mà cái phôi mình dì như thế này, mình lấy phải trừ hao nó, không nó chết xuống nữa là vừa. Mấy anh em thấy nó chết nè, từ cái đoạn này, nó nứt đoạn này, nó sống đoạn này thôi, nó chết hết. Mấy anh thấy không? Đó, nó chết hết, rồi chúng ta phải cắt lùng lực nó. Theo đừng có nông vội cắt lùng lực nó. Chúng ta phải cắt là chúng ta phải lựa thời điểm thích hợp, là sau đó khi nó đã sống một năm chúng ta mới tiến hành cắt. Thì mấy anh em mình vô mấy cây hôm trước nè, đây mấy anh em, đó như cây này hôm trước nó cao lắm ha, mình nó cũng bị nẻ vỏ này hên nè, nó chết, nó nẻ vỏ là do quá trình mà khi phôi về mình xử lý có lẽ là không kỹ, không kỹ là mình cưa mà bắt đầu mình không kiểm tra kỹ á, là mình sẽ kêu ít cho hàng, ví dụ vậy là nó nẻ vỏ luôn, nó hư vỏ lại hết. Các bạn thấy không, cái cây này là nó rất là cao, bây giờ mình cắt lùng lực hết, nó tức, nó sung, nó nứt ghê mấy anh em, nó nứt rất là nhiều ha, nó nứt rất là nhiều đó. Còn cái cây này cũng vậy mấy anh em mình xem à, tức nứt nè anh em, mấy anh em thấy nó cắt lùng lực không, nó tức, nó nứt hết đó. Cây những cây này là mình chưa có làm, mình chưa rảnh để làm đó, mấy anh em thấy không đấy. Chứ mà chúng ta nôn vội á, anh em mình nôn vội á, chúng ta về là chúng ta cắt liền, về là chúng ta cắt liền. Đây này, đó ví dụ như cái đọt đây, em thấy nó lên hả, nó lên nè, thấy không? Nó lên nè, đó nó lên. Bây giờ nó lên sau này nó leo rồi nó lắp cái mặt này, còn không cần lắp nó cũng được, ví dụ vậy. Để chúng ta nói đây là nó, miễn là chúng ta có những cái đọt nó sung, nó phát triển mà là không bỏ cái cốt này là chúng ta thành công anh em. Bằng cách là khi chúng ta lấy thì chúng ta lấy dư ra bớt đi, chúng ta lấy thừa ra bớt, sau đó chúng ta về chúng ta cắt. Để tạo cho nó cái lực nó sống nè, mấy anh em nhìn thấy không? Cốt đế nó bự không? Cốt đế nó to này, cắt hết, lùng lực hết. Đấy, chứ không phải là chia sẻ mấy anh em hết, chứ không phải là giấu giếm gì hết nè. Đây, cái đen gì nè, thấy không? Nó rất là to, bề đế rất là bự nè. Rất là dữ dằn ha, thấy không? Mấy anh thấy không? Rất là dữ dằn, chúng ta phải cắt. Cắt hết. Sau này là lúc đầu nó dài lắm mà chúng ta cắt nè. Đây là những cái cây mà giấu cắt nó còn, mời mấy anh em xem. Đây, đây là những cái phôi hải châu. Đây không phải là cây dúi mấy anh em, cây này là cây sơn trà, nó rất khó sống. Mình sai bên lấy con chết nè. Đây là cây sơn trà nha mấy anh em. Gỗ cứng đàng hoàng, chứ không phải cây dúi. Mấy anh em nhìn thấy nó dúi nó chết nó bỏ đây nữa ha. Đây, anh thấy không? Đây những gốc hải châu mình cắt ra này. Khi nó sống rồi thì chúng ta tiến hành chúng ta cắt bỏ đi. Đó. Đây mấy anh em. Số anh em ta tới vườn ta thơm ban ta chơi, ta nói ui sao cây bonsai VN lấy gì mà để nó dài quá thì nó gớm ồm không, xấu quá không? Đúng rồi mấy anh em, ai lấy cây bonsai làm gì đúng không? Là chúng ta cắt lùng lực bớt, cắt lùng lực hết để chúng ta làm nhìn cho nó hay hơn đó, rồi chúng ta thu nhỏ còn gắt lại rồi chúng ta phải cắt đi. Nhưng mà cái cây này chưa cắt được, bởi vì cây này nó mới sống được khoảng có 8 tháng thôi, chúng ta chưa cắt được, chúng ta phải để hơn 1 năm. Lúc này rễ nó cứng rồi, các cái bộ đế rễ nó này mình thấy lên rồi, nó vẫn liền mặt rồi, nó không nứt rễ đâu mấy anh em. Nó sẽ nứt rễ từ tông giữa thân nứt rễ, chứ không phải nứt rễ từ mặt cắt, mấy anh em hiểu nhầm đó. Nên là mấy anh em mình sợ không có bôi keo nhiều ở cái mặt cắt, thường nó sẽ nứt rễ ở mặt cắt khi mà nó sung và nó ra cái khoảng cách của nó ra là phải trên 10 tháng, thì lúc này cái tự nhiên trong mặt cắt nó thịt ra như thế này và đâm rễ này, đâm rễ ra từ đây. Mấy anh em mình xem, cây này sau này phải cắt lùng lực hết, không có để như thế này được. Đấy, mấy anh em mình nhìn thấy không? Rồi, cảm ơn mấy anh em xem video ha. Có gì mấy anh em chia sẻ mấy anh em một chút kinh nghiệm về cây hải châu thôi, rồi cẩn thận không là nó chết hết. Đó, nên bây giờ nhắc lại một chút, là thứ nhất là chúng ta nên hạn chế cắt lùng lực. Đó, chúng ta nên để nó dài, để cho nó có lực, để nó sống. Bởi thôi khi nó sống rồi chúng ta mới cắt lùng lực. Cái thứ hai của nó, chúng ta nên bôi keo nhiều vô để cho thứ nhất là nó tránh đi cái sự thoát hơi nước và nó sẽ bảo vệ cái cây của mình.
Cái thứ ba nữa là cái lớp keo của chúng ta mua ở ngoài là Mỹ Tiến rồi đó, thì cái chịu đựng của nó ở dưới mặt đất thì nó cũng khoảng thời gian khoảng 2 tháng là tự nó bong ra thôi, chứ đâu dính liền đâu, nên mấy anh em mình yên tâm ha. Rồi cái thứ tư nữa là mấy anh em mình không nên ngâm nhiều thuốc quá, nó sẽ bị hư cái cây của mình và dẫn đến ngộ độc nó chết mấy anh em đó. Rồi bao nhiêu cái kinh nghiệm như vậy chia sẻ với mấy anh em, có gì mấy anh em thắc mắc liên hệ vào bên CVN, số điện thoại Zalo 0932411987, hoặc mấy em nào cần cứ gọi trực tiếp về cho mình nhé. Lúc nào mình không bắt máy được thì mình bận, còn lúc mà mình rảnh thì mấy anh em gọi, nên gọi vào giờ hành chính. Rồi cảm ơn mấy anh em rất là nhiều. Rồi cảm ơn mấy anh em.